Hello hello, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube của Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng mọi người tới với bài tập của ngày hôm nay. Hôm nay mình có mời chị hàng xóm nhà mình tham gia, chị Trúc tham gia chung vào bài tập trong cái video này. Là một bài sẽ tập về cách kiểm soát lại cái hơi thở của mình để tăng cường được cái hệ miễn dịch. Đồng thời các động tác tăng cường vào phần lồng ngực phía trên và phần eo phía dưới làm tăng cái sức mạnh của cái hệ hô hấp của mình. Nào mình chạy thảm ra và bắt đầu thôi nha. Ngồi thẳng lưng lên giữa thảm của mình. Sau đó mình lắc lắc nhẹ cái mông về hai bên. Để cái lồng ngực mình mở rộng và vai mình mở rộng ra. Sau đó mình đưa cái ngực mình ra phía sau một chút. Thì mình cảm giác như là mình đang dựa lưng vào tường và phần mông mình ngồi hết dưới sàn. Sau đó thả lỏng phần cổ của mình ra và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cảm giác vào hơi thở một vài nhịp. Hít vào dài bằng mũi rồi thở dài ra bằng mũi của mình. Hãy lắng nghe vào từng nhịp hít vào, cảm nhận cái lồng ngực mình đang nâng lên. Và từng nhịp thở ra, mình cảm nhận cái khí đi ra khỏi cái lồng ngực của mình và mình đẩy hết khí ra ngoài. Hãy tập trung vào hơi thở lồng ngực nhiều hơn. Và hãy cảm giác là mỗi nhịp hít mình cố gắng rướn thêm một chút để khí của mình được đi vào nhiều hơn. Hít thật dài rồi thở ra thật dài. Và mình sẽ tập bài tập thở, mình hít vào, sau đó mình giữ 5 nhịp rồi mình mới bắt đầu thở ra. Mọi người thở sạch sẽ hết khí ra trước, sau đó hít vào thật sâu. Ở điểm cao nhất của hơi thở, hãy nín thở và giữ khí lại. 5, 4, 3, 2, 1, sau đó thở nhẹ nhàng, thở dài và đẩy hết khí ra ngoài. Và ở điểm thấp nhất của hơi thở của mình lại bắt đầu trở lại, hít vào thật sâu. Kéo hơi thở cao lên tới điểm cao nhất. Và mở rộng lồng ngực ra, mình nín thở giữ khí lại. Rồi mình thở dài ra. Và mình sẽ nhắm mắt, lặp lại hơi thở như vậy trong vòng 10 nhịp. Nào hãy bắt đầu thôi. Khi bạn nín thở, cố gắng hãy để khuôn mặt lỏng ra, đừng gồng cái khuôn mặt lại. Và trong mỗi nhịp thở ra, bạn cố gắng thở và thả lỏng các cốt sống ở sau lưng và giống cho lưng mình vẫn thẳng như bình thường.
Hãy lặp lại một vài nhịp nữa thôi. Cảm giác vào độ mở rộng của cái khung xương ở lồng ngực của mình. Cảm giác vào việc khí đang đi vào nhiều hơn. Và mình luyện cho cái lồng ngực mình giữ được khí nhiều hơn. Và một nhịp cuối cùng. Và sau khi thở hết ra thì mọi người quay lại hơi thở dài bình thường, không cần nín thở ở giữa nữa. Và mình sẽ di chuyển cái hơi thở và cái động tác của mình đi cùng nhau. Nhẹ nhàng mở mắt ra và mở vai ra. Hít vào mình vươn hai tay lên trời. Kéo dài cánh tay lên, rướn người lên. Dãn hết toàn bộ người lên nếu được, ngẩng mặt nhìn theo tay. Và thở ra từ từ hạ hai tay chắp về trước lồng ngực của mình. Cảm giác phần xương cụt ở sau nhấn xuống. Lặp lại, hít vào. Cánh tay mở rộng vươn lên. Rướn dài, người kéo dãn lên. Và thở ra, hạ từ từ tay, lọng về trước ngực của mình. Tiếp tục lặp lại, hít vào, hai tay mở rộng, cánh tay vươn lên, rướn người lên, từng nốt sống ở lưng của mình kéo lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra nhẹ nhàng và chậm rãi hạ về trước ngực của mình. Một nhịp nữa, hít vào, cánh tay mở bả vai, mở rộng ra, mình rướn người lên và vươn mắt nhìn theo tay. Rồi thở ra, nhẹ nhàng hạ tay về trước ngực của mình. Thở dài ra. Sau đó chống hai tay về phía trước và mình lùi đầu gối ra sau. Mình sẽ đứng lên vị trí 4 điểm. Tư thế con bò và con mèo. Hai bàn tay xòe rộng và bám dưới sàn. Hai đầu gối chống vuông góc và hai mu bàn chân của mình úp chặt về sau. Xòe rộng các ngón tay ra, mỗi khi các bàn tay tiếp đất mình xòe rộng ra. Sau đó mình tập trung vào phần thắt lưng, hạ phần thắt lưng của mình xuống, mở lồng ngực của mình lên và vươn còng hít vào, tư thế con bò. Từng đốt sống được uốn căng hết, đặc biệt là phần thắt lưng và lồng ngực trước. Thở ra, cầm mình kéo vào ngực trước, nâng lồng ngực lên, cuộn bụng vào, dùng tay và dùng đầu gối đẩy cái lưng mình cao hết mức lên, cuộn tròn hết mức lên. Rồi lặp lại, hít vào, hạ nhẹ nhàng thắt lưng. Chậm rãi hạ từng đốt, kéo từ lồng ngực, mở vai, rướn cằm lên, hít. Thở ra, cuộn nhẹ nhàng, lật từng đốt. Cảm giác các đốt sống từng đốt của mình đều được đánh thức hết lại, cuộn hết vào trong. Hít vào lên từ từ. Nâng ngực và vươn cằm. Thở ra xuống từ từ, cuộn ngực, kéo cằm vào ngực cuộn tròn lên. Và một vòng cuối cùng, hít vào nhẹ nhàng hạ thắt lưng. Rướn người vươn lên, mình giữ ở đây một chút, hãy chống và mở cái lồng ngực ra, rướn cằm lên. Đừng nhanh chán, hãy nhắm mắt lại. Rướn hình thủy trước, cổ mình lên và hạ eo xuống nhiều hơn. Rồi cuộn tròn vào trong, cằm kéo vào lồng ngực. Đẩy chắc bàn tay, đẩy chắc đầu gối, úp chặt mu bàn chân sau và vinh gồng người, nâng lồng ngực lên, nâng phần eo của mình lên. Giữ lại đây một chút nữa. Hít dài. Thở dài ra.
và mình quay về vị trí trung tâm. Quay về vị trí trung tâm, lắc nhẹ thắt lưng về hai bên, lắc vai qua hai bên. Giữ nguyên cái vị trí cố định bốn điểm của mình. Mình bám chắc tay bên trái và mình sẽ lật tay phải lên. Lưu ý khi lật tay phải mình không có đẩy cái mông mình qua, mà mình giữ cái người ở vị trí cố định, mình chỉ lật tay lên thôi ha. Hít vào, mở tay phải, vươn cánh tay rướn lên, mắt nhìn theo tay. Thở ra hạ tay phải xuống và mình đổi bên. Hít vào, vươn tay trái, mở cánh tay, nhìn theo tay trên trời, ngỡ lồng ngược lên. Thở ra hạ xuống. Hít phải, vươn lên, giữ hông lại hóp, bụng rướn lên. Thở ra hạ xuống. Hít trái, vươn lên. Thở ra. Hít phải, vươn lên, ngực mở cao lên nữa, cánh tay rướn lên. Thở ra. Ba trái, hít vươn cao lên. Thở ra. Hai phải, hít vươn cao lên, nhìn theo tay. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, bám tay phải, hít tay trái, vươn lên nhìn theo tay. Mình giữ đây một chút, rướn mắt nhìn theo tay, vươn lên. Mở ngực ra nữa, ưỡn lồng ngực lên. Cảm giác sẽ hơi khó chịu ở cánh tay, nhưng nó giúp lồng ngực mình mở rất nhiều. Một nhịp nữa thôi. Rồi thở ra, hạ tay trái, vươn tay phải lên và giữ lại. Hít vào, cánh tay phải vươn lên, ho bụng rướn lên, nhìn theo tay. Hít sâu, thở ra. Một nhịp nữa hít, rướn cao lên. Rồi chống tay xuống sàn, hãy lắc lư nhẹ thắt lưng và vai, lắc lỏng người về hai bên. Lỏng cùi chỏ ra, nếu bàn tay mình mỏi quá mình có thể mở ngược về phía trong, mở ngược bàn tay về phía trong, từng bàn tay một. Rồi đổi bên, mở ngược bàn tay kia về phía trong. Rồi đổi bên, lắc lắc nhẹ hông và vai. Từ vị trí này mình đặt hai cái cùi chỏ của mình xuống sàn. Đan hai bàn tay lại, đừng mở cái cùi chỏ chuỗi ra nhiều quá, hãy giữ ở vị trí vuông góc. Lắc nhẹ lưng, sau đó mình nhón mũi chân lên, mình vào tư thế dolphin là tư thế con cá heo. Hai bàn tay nằm chắc, nhón mũi chân và đẩy hông về phía sau, lùi cái bàn chân ra phía sau cho tới lúc mình cảm giác là cái lồng ngực mình đẩy căng về sau và mông mình nhón cao lên trời. Nếu được, bạn có thể đạp nguyên cái bàn chân xuống sàn thì cơ gân kheo phía sau của mình sẽ giãn căng. Nếu không được, bạn chỉ cần nhón cái mũi chân và đẩy cái phần mông lên thôi, ép lồng ngực xuống sàn và cảm giác cái mũi mình đang nằm giữa hai cái cùi chỏ của mình. Mắt mình nằm giữa hai cùi chỏ, đẩy hết về phía sau, đẩy căng lồng ngực ra. Thở dài ra và giữ ở đây. Rạp rạp cái gót chân xuống chút nữa, mình sẽ cảm giác được là cái gân kheo của mình đang giãn lên rất nhiều. Hít dài, thở ra, rướn cánh tay ra nữa, chắc trụ chắc lực lên bả vai. Một nhịp nữa hít sâu, mình sẽ vào tư thế mở ngực lâu hơn. Từ đây mình hạ nhẹ nhàng hai cái đầu gối xuống sàn. Cái hông vẫn giữ cao và mình rớt cái lồng ngực xuống, mình trườn tay về phía trước. Xong hạ xuống được trong tư thế này, úp nguyên bàn chân phía sau, cảm nhận cái độ mở căng của lồng ngực của mình. Giữ lại và hít thở chậm. Đó, kéo tay chống về bên cạnh khuôn mặt và mình trườn người, kéo người trườn về trước, uốn lên trong tư thế rắn hổ mang, siết chặt đùi sau và mở lồng ngực, mở vai rướn lên, siết chặt thân sau nữa rướn lên, lùi ngược vào tư thế em bé, cuộn từ từ, lùi từ từ vào sau và ép gót chân, ép mông vào gót chân. Lặp lại, hai tay bám chắc, trườn người về phía trước, hít vào vươn lên,
thả ngực, bụng cằm, rạp người xuống sàn. Hít vào rắn hổ mang, lật ngực, bám chắc tay siết đùi vươn, ngực rướn lên, xoay mặt nhìn qua gót chân bên phải của mình, trượt mũi chân căng về phía sau, siết chặt đùi sau, nhìn theo gót chân, xoay về phía trước và xoay mặt nhìn theo gót chân bên trái của mình, siết chặt và chĩa chắc mũi chân phía sau ra sau, cơ đùi gồng lên, rồi xoay về phía trước, mình rạp xuống sàn, nằm sấp xuống sàn trở lại. Thở dài ra, thở dài ra. Lặp lại lần nữa, bám chắc hai tay, mình nâng lên trong vòng 5 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, siết lại, cảm giác từ lồng ngực phía trước tới phần eo, với vai mở hết ra. Sau đó mình đi xuống 3 nhịp, 1, 2, 3, giữ ở giữa đường, giữ ở đây, gồng chắc bụng lại, lúc này cơ bụng tiếp giáp với mặt sàn. Mình nâng hai tay lên khỏi sàn, xòe hai tay và nâng lên, gồng bụng chắc vào, siết chặt thân sau. Một nhịp nữa thôi, hít sâu, chống tay và rạp ngực xuống, thở dài ra. Và mình sẽ lặp lại lần nữa. Mình nâng lên 5 nhịp rồi hạ xuống tới nhịp thứ 3 và mình giữ lại nha. Và mình lặp lại, siết chặt chân sau, từ từ nâng lên 5 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, mở lồng ngực, chống tay và rướn cằm lên. Sau đó mình xuống 3 nhịp, 1, 2, 3, lúc nào cảm giác cơ bụng dưới nằm dưới sàn, bắt đầu gồng lại và nâng hai tay lên khỏi sàn, giữ lại 5, siết chặt chân sau, 4, 3, 2, và 1, rạp xuống, thở dài ra. Một lần nữa, hai tay chống chắc, lật người siết lên rắn hổ mang trong vòng 5 nhịp lên từ từ, 1, 2, 3, 4 và 5, lồng ngực mở siết, chặt đùi vươn, ngực lên, rồi xuống từ từ, 1, 2, 3, chắc được cơ bụng như sàn, siết chặt chân sau, rồi hai tay và nâng lên, giữ lại, 1, 2, bụng căng vào nữa, chân sau siết vào, 4 và 5, thở ra. Và một nhịp cuối cùng, bám chắc tay, siết chặt chân sau, mình nâng lên từ từ, lật từ 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 trán lên, cầm lên, ngực trên lên, ngực dưới lên, bụng trên lên, bụng dưới, siết lên. Sau đó mình hạ bụng dưới xuống chậm, hạ phần bụng phía trên và siết chặt vào, rồi nhẹ nhàng nâng hai tay lên, gồng người lại, 1, bụng dưới căng lên, 2, chân sau siết ra, 3, 4 và 5, từ từ lỏng người xuống, thở ra, dang ngang hai tay ra, xoay mặt qua một bên và thả lỏng cái thắt lưng, thả lỏng đùi phía sau xuống. Hít thở lại nhẹ nhàng, hít vào nhẹ nhàng rồi thở ra nhẹ nhàng. Sau đó mình xoay mặt về phía trước, đưa hai tay ra nắm lấy hai chân, mình vào tư thế cây cây cung. Hai tay nắm lấy hai chân, những động tác này giúp cho lồng ngực mình mở và cái hơi thở và phổi của mình sẽ dễ hơn ha. Sẽ hệ hô hấp của mình sẽ dễ hơn, lắc lắc không qua hai bên. Mọi người nếu mà mới thì có thể mở cái đầu gối rộng ra một chút, hoặc là nếu được thì khép hai đầu gối gần gần nhau hơn. Tay nắm chặt, từ từ mở lồng ngực lên, hít vào, đá chân, mở lồng ngực, siết bụng, nâng người lên, thở ra hạ xuống từ từ. Nhịp thứ hai, hít vào, đá cao chân, siết lồng ngực, mở lên, thở ra hạ xuống từ từ. Cái cơ chế nâng lên nó cũng là siết bụng dưới, y chang như lúc nãy mình tập động tác rảnh hổ mang nha. Hít vào lên, siết bụng lại, nâng đùi vươn lưng, thở ra xuống từ từ. Mình lặp lại 3 nhịp nữa. Hít vào, nâng người rướn, ngực vươn lên, thở từ từ hạ xuống. Nhịp thứ 2, hít vào, siết đùi, mở ngực vươn lưng, thở ra hạ xuống. Và nhịp cuối cùng, nằm chắc chân, hít vào, nâng đùi, mở ngực rướn lên, giữ lại 5, 4,
3 2 và 1, từ từ hạ xuống sàn, đan hai tay vào dưới trán và nghiêng khuôn mặt về một bên, lõng đùi về phía sau, lắc mông nhẹ nhàng về hai bên. Nhẹ nhàng chống hai tay bên cạnh lồng ngực, nhón mũi chân, mình sẽ vào tư thế chó úp mặt duỗi mình. Hai bàn tay xòe rộng và bám chắc, từ từ nâng người, đẩy hết về phía sau. Tay bám và giãn lưng ra trong tư thế chó úp mặt duỗi mình. Hai tay xòe rộng ra, rướn lên, nếu mà chưa thẳng được lưng, hãy khuỵu nhẹ đầu gối, rướn hết lưng về sau và đạp dần dần cho gót chân của mình chạm xuống sàn luôn. Rướn mông và thở dài hết, đẩy về phía sau. Hít dài, thở dài ra. Từ vị trí này, tay bám chắc, mình rút chân phải đá lên trời, đá cao chân phải về sau và bước chân phải lên giữa hai bàn tay của mình, bước về trước, vuông góc lên tới giữa hai tay luôn. Nếu chưa tới, mình bò cho cái chân nằm được tới giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay thẳng đầu gối phía sau và mình rướn người về phía trước, giữ ở đây. Sau đó mình dang ngang hai tay lên, nhìn về trước, ngực giữ lại, lưng rướn ra, vươn người thẳng, hít dài, thở ra. Một nhịp nữa rướn về phía trước, từ từ hạ đầu gối phía sau của mình và vươn hai tay lên trời, đầu gối sau hạ xuống. Vươn mắt, nhìn theo tay, ngửa lồng ngực và ngửa lưng về sau, mở hết lồng ngực, đẩy bụng về phía trước. Rướn mắt, nhìn theo tay, cố gắng chống cái mũi chân sau xuống sàn thì cái độ thăng bằng của cơ thể mình sẽ được nhiều hơn. Rướn mắt nhìn lên trời, 5, 4, 3, vuông góc cái đầu gối chân trước lại, đừng để nó bị bè về bên phải, vuông góc chỉnh về giữa, 2, và 1, chắp hai tay, mình xoắn về bên phải của mình, quỳ chỏ tay trái chống vào đầu gối bên phải, và mình xoắn người vặn qua, hóp bụng lại, xoắn hết về bên phải luôn, chống mũi chân sau của mình dưới sàn, mũi chân sau chống lên và từ từ mình sẽ nâng đầu gối sau lên, vẫn xoắn người qua đầu gối sau, nâng lên và vặn người qua, rướn lại giữa đây, hóp bụng lại xoắn qua nữa, chân sau, chân trước đạp chắc vào, chân sau chống chắc mũi chân, giữ lại chút xíu nữa, xoắn hết người, 3, 2 và 1, quay mặt nhìn xuống sàn, chống hai bàn tay xuống trở lại. Bám chắc hai tay, siết chặt đùi sau, rút nhẹ chân trước về sau vào tư thế tấm ván, gồng chặt người, đổ ngực xuống sàn từ từ. Mình sẽ lên lại rắn hổ mang, siết đùi phía sau, hít vào. 1, 2, 3, 4, siết người rướn lên, rồi lật về sau, tư thế down dog, rướn về sau. Tay bám chắc và kéo giãn lưng rướn ra. Mình sẽ đổi bên, bám chắc hai tay, kéo lưng dài ra, đá chân bên trái của mình cao lên trời, ngực rạp xuống và bước chân trái lên giữa hai bàn tay, bước vuông góc lên. Đây là cái vị trí vuông góc được hai chân thì mình sẽ giữ được cái thăng bằng của mình chắc hơn. Nhón ngón tay, thẳng đùi sau và ngẩng mặt nhìn về phía trước, gồng bụng lại và rướn lưng về trước. Sau đó mình dang ngang hai tay ra, lực lúc này dồn hết vào cơ đùi, đùi trước và đùi sau, bám chặt mũi chân phía sau, giữ lại, từ từ hạ đầu gối phía sau và vươn hai tay lên trời, ở ngực, mở lưng, vươn người rướn lên, hóp bụng lại và rướn cao cánh tay nhìn lên, 2, mũi chân sau vẫn chống chắc, cảm giác độ bám của ngón chân sau, mình chuẩn bị cho tư thế tiếp theo, 3, 4, và xoắn về bên trái, hai tay chắp lại, cùi chỏ bên phải chạm vào đầu gối trái và mình vặn người, hóp bụng xoắn qua. Sau khi xoắn và giữ chắc được thăng bằng, từ từ nâng đầu gối phía sau của mình lên khỏi sàn, thẳng băng đầu gối và xoắn mắt, xoay khuôn mặt, xoắn người qua nhiều hơn, giữ lại ở đây, 5 4 3, siết chặt đùi phía sau, 2 và 1, nhẹ nhàng nhìn xuống sàn, chống hai bàn tay xuống, rút nhẹ chân trước về sau vào tư thế tấm ván,
gồng chắc bụng lại, nhìn xuống sàn, từ từ đổ người xuống luôn, thở dài ra. Xiết đùi phía sau chắc, mình lật từng đốt sống lên. Trán, vai, ngực trên, ngực dưới, bụng trên, bụng dưới, xiết đùi sau và lật ngược về sau. Tư thế đào đót, chữ V ngược. Rướn hết về sau, lắc hông và vai, dẹn người về phía sau và thở ra. Sau đó mình khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn mông cao lên, đầu gối hơi khuỵu một chút, đẩy hết về phía sau. Mình hạ cho tới lúc hai đầu gối của mình chạm xuống sàn. Úp mu bàn chân và mình hạ lồng ngực mình vào tư thế mở ngực như hồi nãy, hạ từ từ lồng ngực xuống. Xuống cho tới lúc lồng ngực mình chạm xuống sàn, hạ cằm xuống và vươn tay về phía trước. Vươn dài hai tay ra và giữ ở đây. Mu bàn chân xiết lại trượt về phía sau. Ngón chân kéo dài về sau. Cái ngực hạ xuống và mông chỉ lên. Cảm giác vào độ mở của khung xương ở lồng ngực của mình. Hít thở bằng lồng ngực. Từ từ kéo hai tay chống về gần khuôn mặt trở lại. Lùi về sau trong tư thế em bé, lùi mông từ từ về sau và thả lỏng trán xuống sàn. Hãy để vai mềm và để lồng ngực mềm ra. Mình hít thở một vài nhịp. Hít vào sâu và thở ra thật sâu. Sau đó kéo hai tay chống bên cạnh đầu gối và mình nâng người ngồi lên gót chân của mình. Nâng người ngồi thẳng lên gót chân. Sau đó mình chập hai cái gót chân, mũi chân và đầu gối vào nhau. Ngồi hẳn lên luôn. Từ vị trí này, hãy để lồng ngực mở ra. Rướn các đốt sống lưng thẳng lên và nhắm mắt lại. Hãy hít thở dài một vài nhịp. Cảm giác vào độ mở rộng của cái khung xương lồng ngực phía trước của mình trong những động tác vừa rồi, và cảm giác hơi thở của mình vào được sâu hơn, nhịp thở của mình đang dài hơn. Sau đó mọi người mở mắt ra và đưa hai tay về phía trước. Chỉ thẳng hai tay về trước, đan các ngón tay lại và để ngửa lòng bàn tay về phía trước. Mình hóp bụng lại, cuộn lưng về phía sau, hóp nhiều nữa và cuộn lưng, bẫy tay về phía trước. Giữ ở đây. Gồng người lại, cầm kéo vào ngực, đưa hết lưng về sau. Sau đó ưỡn ngực về trước và vươn hai tay lên trời, giữ lòng bàn tay ngửa rướn lên, rướn lên. Kéo thẳng cánh tay, đưa tay ra sau mang tay luôn. Rướn cao người lên. Một nhịp nữa, hít sâu. Mình lại đưa về trước và cuộn bụng vào bên trong. Hai tay đưa về trước, bụng đưa ra sau, cầm kéo vào ngực. Đưa lưng hết về phía sau. Rồi vươn tay, kéo người dạn lên. Ưỡn ngực về trước, vươn cánh tay cao lên và rướn tay lên, kéo dài người lên. Rồi từ từ gỡ hai tay và hạ hai tay xuống. Ngồi mông qua một bên và mình sẽ ngồi hết xuống dưới cái tấm thảm của mình luôn. Hai chân chỉ về phía trước. Lắc 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 cho cái mông mình ngồi chắc được dưới sàn. Hai chân khép lại, mũi chân và gót chân khép vào nhau. Rướn cái lưng mình thẳng lên, vươn hai tay lên trời. Hít vào rướn người, kéo lưng rướn lên. Mình sẽ vặn người qua bên trái và xoắn người. Vặn tay trái qua và xoắn từ từ người. Chống tay trái về giữa thảm và chống tay phải của mình bên mép thảm. Từ từ xoắn ngực qua, xoắn qua. Nếu được mình rạp cái trán mình xuống giữa hai tay luôn. Nếu không mình cứ chống ở đây và giữ ở vị trí cao. Sau đó hít vào đẩy tay nâng người vươn lên. Vươn cánh tay, rướn người dẹn lên.
thở ra mình xoắn về bên kia, xoay từ từ về bên phải của mình, chống tay phải vào giữa thảm, chống tay trái ở mép thảm và vặn cái lồng ngực, xoắn người qua. Hít vào, vươn lên, rướn lên, hai chân chập lại, mũi chân chỉ lên trời. Một vòng nữa, vặn qua bên trái của mình, xoay tay trái chống vào giữa thảm, xoay tay phải chống ở mép thảm, vặn lưng, hạ từ từ tràn xuống, thở ra. Hít vào, nâng người, vươn lên, rướn lên, thở ra, vặn về bên phải của mình, chống tay phải, rồi chống tay trái, vặn từ từ, thở ra. Và hít vào, vươn người rướn lên, hai cánh tay vươn cao, người rướn hết lên, rướn thẳng lên, mình sẽ đổ rạp về trước, trườn từ từ người về trước, xuống từ từ, rướn ra nữa, đừng cong lưng, cảm giác lưng kéo thành một tấm ván, rướn ra, rướn nữa, rướn tay về phía trước nhiều hơn, giữ lại một chút, rướn ra, từ từ một chút cho cái cột sống mình có cảm giác được cái độ giãn và cái độ kéo căng, chút nữa rướn ra, sau đó đáp tay xuống chân và đổ từ từ người rạp xuống từ từ, rạp từ từ, thở ra, rạp từ từ, rướn cái cằm về phía trước, chĩa cằm và hạ ngực xuống, đừng ngồi cong lưng, đúng rồi, rạp chậm xuống, thở ra, thở ra, kéo căng cái gân kheo ở dưới chân, đổ xuống nữa, và nếu được mình có thể là ép hẳn người xuống luôn, nếu không được mình cứ trườn cái ngực mình về phía trước, đừng để lưng còng. Rướn ra, 3, kéo lưng dài ra, 2. Và mình đưa tay phải nắm lấy cái mép ngoài của chân bên trái của mình, sau đó đá chân lên, đá cao chân lên và vươn mắt, nhìn theo tay trái lên trời, rướn lên. Nắm chặt chân phía trước, đạp cho chân thẳng băng ra, sau đó mình xoay mặt về phía sau. Và nhìn theo tay trái phía sau, mở bả vai ra, hóp bụng xoắn ra sau. Hít thở dài, nhìn theo tay trái phía sau. Rồi từ từ xoay mặt về phía trước, mình chỉ mũi chân trái về phía trước và vươn hai tay lên trời, gồng bụng lại, rướn lên giữa đây, rướn cao lưng, gồng bụng lại. 5, 4, mũi chân chỉ căng về trước, 3, 2, ưỡn ngực lên và 1, rạp xuống sàn, trở lại hai chân chặt vào nhau, trườn người về trước lần nữa, trườn ra, trườn dài các đốt sống lưng. Sau đó mình nắm được chân của mình, rạp ngực xuống, kéo giãn hết phần lưng phía sau và đổi bên, đưa tay trái nắm lấy mép ngoài của chân phải, đá chân và vươn tay lên, hít vào rướn lên, kéo lên trời, vươn thẳng lưng, ưỡn ngực, từ từ xoay khuôn mặt về phía sau, mở ngang tay phải ra phía sau, mắt nhìn theo tay phải phía sau của mình, vặn người nhìn theo tay, hóp bụng xoắn, đá thẳng chân về phía trước, hít dài, thở ra, một nhịp nữa xoắn về sau, xoay mặt nhìn theo tay luôn. Sau đó từ từ xoay khuôn mặt về trước, vươn cả hai tay lên trời, chỉ mũi chân bên phải về trước, rướn lên, hóp bụng, rướn người gồng lên. Mình giữ đây 5 nhịp nha, mũi chân chỉ căng về trước, căng cái ngón chân lên, rướn người, 5, 4, 3, 2 và 1, rạp xuống sàn lần nữa, trườn về phía trước, hạ chân, đổ xuống từ từ, đổ xuống từ từ, cho tới lúc nằm lấy chân, ép hoàn toàn người xuống luôn, thở ra, thở dài ra, rồi hít vào. Lần này mình sẽ nâng cả hai chân lên, vươn hai tay lên trời, nâng người lên, gồng bụng lại và mình nâng hai chân mình lên khỏi sàn luôn, chỉ mũi chân căng gồng lại, 5, 6, 7, cố lên, 8, 9, và 10, chập hai bàn chân vào trong, mình vào tư thế butterfly, tư thế con bướm, nhịp nhịp hai cái, đùi lên xuống, sau đó mình kéo hai bàn chân, chống tay về phía trước, mình vào tư thế bốn điểm trở lại, hai đầu gối lùi ra sau,
hai tay bám chắc dưới sàn, lắc lư lưng nhẹ về hai bên, giữ đúng cái vị trí bốn điểm của mình, nhìn vào một điểm cố định trước mặt, chia tay phải về trước và đá chân bên trái ra sau, rướn căng người thành một đường thẳng, gồng bụng lại, rướn chắc người và hít cái lỗ rốn lên để cơ bụng mình được kích hoạt đúng rồi, chân thẳng hàng với mông phía sau, tay vươn lên. Sau đó mình đưa tay phải mình về sau, co đầu gối chân bên trái và nắm lấy chân. Từ đây xoay mặt nhìn về phía sau, nhìn thấy cái mũi chân của mình luôn. Và mình đá cao cái đầu gối phía sau lên nữa, giúp cái lồng ngực bên phải của mình mở lên. Đá cao đầu gối vào nhìn theo chân phía sau. Giữ lại đây, 5 4 3 chống chặt tay dưới sàn, 2 và 1, từ từ gỡ tay, vươn về phía trước, gỡ chân đá về phía sau, hông bụng lại, hạ bàn tay và hạ đầu gối xuống sàn. Mình đổi qua bên kia, hai bàn tay chống chắc. Bước đầu tiên phải hít cái lỗ rốn vào, gồng cơ bụng lên, chân bên phải đá ra sau, tay bên trái vươn về trước kéo thành một đường thẳng. Khi nào mà mình cảm giác cái đường thẳng của mình gồng chắc lại, rướn theo hai chiều, tay rướn về trước và chân chỉ ra sau. Sau đó vươn tay trái ra phía sau và mình xoay mặt nhìn theo tay trái của mình, khuỷu đầu gối bên phải nắm lấy chân. Cảm giác khi nào an toàn được rồi, mình bắt đầu đá cao cái đầu gối lên nữa, nhìn ra sau, cảm giác cái vai trái của mình mở nhiều, lồng ngực bên trái mở ra, giữ thăng bằng, 5 4 3 2 và 1, từ từ gỡ tay, gỡ chân vươn về trước, rướn ra sau và hạ bàn tay xuống sàn, hạ đầu gối xuống, lắc lư người nhẹ nhàng, lắc qua lắc lại. Sau đó mình nằm rạp hết toàn bộ người của mình xuống sàn luôn, lùi chân về sau, rạp xuống, xoay mặt về bên trái của mình, dang ngang hai tay ra, lắc lắc cái phần hông cho phần phía trước mông của mình chạm xuống. Từ đây mình đá chân bên trái lên trời, sau đó lật qua bên phải, chống cái mũi chân xuống sàn, phải giữ ở đây. Rồi từ từ úp cái đầu gối lại, nằm sấp người xuống và mình xoay mặt về bên phải của mình. Đá chân bên phải lên bằng mắt bên kia. Chân trái thẳng ra, chân phải đạp xuống sàn, lồng ngực mở ra. Mình giữ ở đây. Rồi nhẹ nhàng úp người lại, nằm sấp xuống sàn, hai tay chống bên cạnh lồng ngực và mình lật người nằm ngửa ra luôn, xoay người lại, mình nằm ngửa ra. Hai đầu gối ôm vào lồng ngực của mình, lắc lư nhẹ để thư giãn cho cái thắt lưng. Sau đó mình đổ hết hai gối về bên phải, mình đưa tay trái ra phía sau và kéo nắm lấy cái chân phía dưới của mình, nắm chắc lại cái chân bên phải phía dưới và giữ người trong tư thế này, đá căng cái chân về phía sau, xoay mặt ra phía bên trái của mình luôn, hãy giữ ở đây. Cảm giác độ xoắn nhẹ nhàng của cơ thể mình, độ mở của bả vai và độ rướn của lồng ngực.
sau đó từ từ nâng lên, đóng cái chân bên trái, rời chân bên phải ra, quay về tư thế nằm ngửa. Và mình đổi bên, đổ hết hai cái đầu gối của mình về bên trái. Sau đó đưa tay phải nắm lấy cái chân phía dưới của mình, đá về phía sau và xoay mặt về bên phải của mình. Rồi mình quay người về giữa và nằm ngửa hoàn toàn người ra luôn, vươn dài chân ra, kéo hai tay qua quả đầu, mình kéo giãn người ra từ mũi tay tới mũi chân, rồi căng thành một đường thẳng kéo dài người, sau đó rời hai tay và rớt hai tay nặng xuống sàn, nâng nhẹ hai chân lên rộng ra và rớt hai chân mềm xuống, nâng hông lên, thả lỏng hông và nâng lồng ngực, thả lỏng lồng ngực. Hãy để cho toàn bộ cái cơ thể mình được thư giãn và được thả lỏng xuống dưới sàn. Mình sẽ nghỉ ở đây, thư giãn toàn bộ cơ thể một vài nhịp trước khi mình kết thúc. Hãy lắng nghe vào hơi thở lồng ngực của mình. Từng nhịp hít dài và thở ra dài. Hãy cảm nhận sự nặng xuống, chìm xuống sâu hơn của cơ thể mình. Không gồng giữ bất cứ bộ phận nào trên cơ thể nữa. Hãy để lực hút trái đất kéo cho cơ thể mềm xuống, lỏng xuống. Hít vào nhẹ nhàng, thở ra êm nhẹ nhàng. Và mình cùng hít vào một hơi sâu, thở dài, đánh thức cơ thể mình lại, cử động tay chân, ôm đầu gối kéo vào ngực, ôm chặt đầu gối, ép thắt lưng xuống sàn, đổ nghiêng người qua một bên, nghiêng về bên phải, lỏng người xuống và vẫn nhắm mắt. Mình chống tay đẩy người và ngồi thẳng lưng lên luôn, nâng người ngồi lên giữa thảm của mình. Hãy giữ người ở vị trí ngồi thẳng, lồng ngực mở rộng ra, bả vai mềm ra. Cảm giác vào sự yên tĩnh của cơ thể của mình và cảm giác vào sự yên tĩnh trong tâm trí của mình. Mình giữ lại một vài nhịp thở trước khi mình kết thúc. Và hãy cùng hít vào một hơi sâu, rồi cùng nhau thở dài ra và mở mắt ra. Namaste. Cảm ơn chị Trúc, cảm ơn mọi người đã tập cùng Yogi Travel trong bài tập ngắn vừa rồi. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút like nếu bạn thích video này. Hẹn gặp mọi người vào bài tập lần sau. Bye bye.